là món chân ái lúc giữa đêm, luôn bên cạnh chúng ta mỗi lúc đói là tô mì gói. Ủa không, phải là ly mì gói mới đúng. Mấy bạn thấy hả, Min nói là có thể ăn một món nào cả tháng mà không biết ngán, thì câu trả lời chỉ có thể là mì gói. Min từng có thời điểm ngày nào cũng ăn mì Hảo Hảo chua cay đến nỗi anh xã anh quạo luôn á. Nhưng nay thì khác xưa rồi, Min đã đổi gu chuyển qua ăn mì Handy chua cay tôm dâm. Lúc trước là chua chua cay cay, còn bây giờ là chua chua cay cay thêm vị béo nhẹ của tôm dâm. Min có tật xấu là thường chỉ ăn nửa gói một xấp thôi để dành chừa lại ăn trái cây. Với bản tính là một con người siêng năng, Min thường chọn ăn mì ly để khỏi rửa chén. Sau khi đã cho các cỡ gia vị vào, mình sẽ rưới nước sôi vào, đóng lại chờ 3 phút là mì sẽ chín. Trong lúc chờ đợi thì Min sẽ đi làm thêm vài món topping để lát ăn chung với mì. Rồi bây giờ xin phép cả nhà cùng ăn mì chung với Min ha. Trời ơi nó thơm. Đúng là không có tìm được cái món nào mà chân ái giữa đêm khuya ăn ngon như mì gói đâu mọi người. Ê mì này ngon nha. Sợi mì vừa chín tới, cái nước nó không chỉ chua chua cay cay mà nó nghe mùi thơm của xả của chanh thật là nồng nàn. Mấy bạn mà thích ăn lẩu vị Thái Lan chắc là sẽ thích ăn vị mì này đó. Mà mọi người có thấy những cái viên kem kem ở trong ly mì không? Đó chính là tôm cắt nhỏ đó. Nấu mì thì 3 phút, ăn thì 1 phút 30 giây, tính ra chưa tới 5 phút là mình đã ăn xong bữa chính rồi. Còn bây giờ thì phải tới món chén miệng chứ. Đó đó, cái giờ này phải ăn cái trái cây chua chua như này nè. Lúc trước là Min thường hay cho mấy muối tôm, sau này là bị u mê lại bột súp của Hảo Hảo. Phải công nhận là một bữa ăn lúc giữa đêm thật là tuyệt vời.